Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát thanh và phát hình từ thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong câu chuyện mạng đàm thời sự hôm nay, đài chúng tôi có mời bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là chủ tịch tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào Nhật Bản đến để thưa chuyện cùng với quý vị, đặc biệt là vào dịp 30 tháng 4 kỷ niệm 32 năm ngày Quốc hận và sắp tới đây sẽ là ngày kỷ niệm lần thứ 13 ngày nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5 mỗi năm. Trước tiên, chúng tôi kính mời diễn giả là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có lời chào gửi đến quý vị khán thính giả, quý đồng hương và quý bà con cô bác đang theo dõi chương trình hôm nay từ Hoa Thịnh Đốn. Dạ, xin chào anh Đào Hiếu Thảo và cũng xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Kính thưa bác sĩ Quân, như chúng tôi vừa thưa chuyện với quý bà con cô bác là sắp tới đây sẽ là ngày nhân quyền 11 tháng 5 hàng năm. Năm nay là kỷ niệm năm thứ 13 rồi. Vậy thì thưa bác sĩ, trước hết là xin bác sĩ cho biết sơ qua về nguồn gốc, ý nghĩa cũng như là vì sao mà có ngày nhân quyền cho Việt Nam trên nước Mỹ và ngày nay cũng đã được khắp nơi trên thế giới hướng về cái ngày này ạ. Dạ vâng, thưa anh thì để bày tỏ cái sự ngưỡng mộ cũng như là cái sự ủng hộ đối với lại cái công cuộc tranh đấu bất bạo động của dân tộc Việt Nam đòi tự do, dân chủ và nhân quyền thì vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 1994, Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng thanh thông qua một cái nghị quyết chung SC-168 để mà chỉ định cái ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Và cái ngày này đã 17 năm trước đây, bác sĩ Nguyễn Văn Quế đã đại diện cho cao trào nhân bản đưa ra lời kêu gọi các dân tộc Việt Nam trong cũng như ngoài nước và các lực lượng yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới ủng hộ cho cái công cuộc tranh đấu bất bạo động của cao trào nhân bản đòi tự do dân chủ. Và chính như tôi đã trình bày là bày tỏ cái sự cảm phục đối với lại công cuộc tranh đấu của dân tộc Việt Nam cũng như là gợi hứng và mến mộ cái sự tranh đấu kiên trì của bác sĩ Nguyễn Văn Quế mà Lưỡng viện Quốc hội đã đưa ra cái nghị quyết chung đó. Và sau đó vào ngày 25 tháng 5 thì Tổng thống Bill Clinton đã ký thành đạo luật 103258 để mà ủng hộ chỉ định cái ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Và kể từ đó thì hàng năm vẫn có cái lễ kỷ niệm ngày nhân quyền tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Tại vì trong cái đạo luật đó, cái phần cuối đó, ngoài cái những cái đòi hỏi ví dụ như là phải thả hết các tù nhân chính trị, phải tôn trọng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, phải tôn trọng nhân quyền của dân chúng Việt Nam và phải chấp nhận sinh hoạt chính trị đa nguyên và đặc biệt là phải để cho dân tộc Việt Nam có cái quyền được chọn lựa cái người lãnh đạo của mình qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Thì cái phần cuối đó Tổng thống Bill Clinton có nói là kêu gọi tất cả mọi công dân Mỹ tham dự và ủng hộ giúp đỡ cho cái ngày tổ chức cái buổi lễ ngày nhân quyền. Thành ra hàng năm chúng ta vẫn có cái buổi lễ ở trên Quốc hội thưa anh. Kính thưa bác sĩ, đây sẽ là lần kỷ niệm năm thứ 13, thì năm nay các hình thức sinh hoạt như thế nào, nó có khác những năm trước hay không, và nếu đồng hương mà có ý định tham dự thì liên lạc như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, Thinh thì năm nay thì cái buổi lễ chính đó, để mà kỷ niệm ngày nhân quyền sẽ tổ chức tại cái phòng hội G50 của cái building nó gọi là Dirksen Senate Office Building, và nó là được góc cái đường C và đường First Street, đường số 1 và North East Washington DC. Và đặc biệt là ngoài trong cái buổi hội đó thì sẽ có các cái dân biểu thượng nghị sĩ thuộc Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ và đồng thời cũng có đại diện của Tổng Liên đoàn Lao công, của các cái tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như là của các phái đoàn bạn như Lào, Trung Hoa, Miến Điện đến tham dự. Và về phía Việt Nam thì như anh đã biết là tất cả rất nhiều các cái phái đoàn từ xa như là California, Texas, Florida, ngay cả bên Canada họ cũng về tham dự. Thưa bác sĩ, rồi ngoài cái sinh hoạt ở trong điện Capitol, tức là trụ sở Thượng viện Liên bang Hoa Kỳ, thì có những cái sinh hoạt khác để mà đồng hương có thể Thưa tham anh, thì dự trong cái ngày đó thì buổi chiều tối đó tại nhà hàng Lucky Tree, chúng tôi có ban tổ chức có tổ chức một cái buổi tiếp tân để mà cảm ơn các cái những cái người đã giúp đỡ cho nhân quyền Việt Nam, đồng thời cũng để đón tiếp đón các phái đoàn ở xa.
Thưa anh thì cái buổi tiếp tân đó nó diễn ra khoảng từ 7 giờ rưỡi cho đến 12 giờ đêm. Và ngoài ra thì cũng trong cái dịp lễ kỷ niệm ngày nhân quyền cho Việt Nam năm nay đã cũng có một cái tờ đặc san, gọi là đặc san nhân bản, được xuất bản trong cái dịp này. Và chúng tôi đã ban tổ chức đã quyết định là chọn cái hình bìa là cái hình mà hiện nay cả thế giới đang xôn xao, và ít là tức là hình mà cha Lý bị bịt miệng trước mặt tại tòa và trước mặt công chúng cũng như là giới truyền thông ngoại quốc. Thì cái đó nó là một cái hình ảnh nó nói lên rất nhiều, không cần phải mô tả nói về cái vấn đề mà tự do thông tin hay là tự do phát biểu ý kiến ở Việt Nam. Chỉ nhìn vào cái tấm hình đó là đã đủ thấy nó như thế nào rồi. Thì ban tổ chức đã quyết định chọn cái đó là hình bìa của tờ đặc san. Thưa bác sĩ Quân, cũng xin chia sẻ với quý vị và bác sĩ, bức hình này là chúng tôi mới nhận cách đây không bao lâu, vừa mở ra thì chúng tôi có dặn với lại các bạn là có lẽ nên sử dụng bức hình này làm phông cho các cuộc phỏng vấn thời sự. Thật ra bác sĩ là người mở hàng với tấm hình này, Chúng ta này như thế này. và chúng tôi cũng liên lạc với các anh em thân hữu chiến hữu ở khắp nơi đó, thưa bác sĩ, từ Úc Châu, Âu Châu, thì bức hình này cũng đã được phổ biến rất nhanh chóng bằng nhiều thứ tiếng và đã được dán ở tất cả các nhiệm sở ngoại giao của nhà cầm quyền cơ sở Hà Nội. Khi chúng tôi về Âu Châu, chúng tôi đã có thấy điều đó đó, thưa bác sĩ. Thì bức hình bịt miệng này trên diễn đàn người Việt cũng có rất nhiều bài bình luận nói rằng cả đất nước chúng ta bị bịt miệng chứ không riêng gì Không linh mục Nguyễn Văn Lý. hết Cũng nói về sinh hoạt dân chủ nhân quyền thì thưa bác sĩ, qua tin tức cũng trên diễn đàn người Việt, chắc bác sĩ cũng rõ là luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ bị nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đưa ra tòa xét xử đúng vào ngày nhân quyền 11 tháng 5. Không biết đây nó có một sự trùng hợp nào không? Thì bác sĩ nghĩ gì về cái chuyện này, là vì hai nhân vật đấu tranh ôn hòa cho dân chủ sẽ bị họ kết án là tội hình sự, bác sĩ Quân ạ, tức là cái điều 88 đó, tuyên truyền chống phá chế chống độ. chống phá chế độ, lật đổ chế độ. Thì bác sĩ nghĩ gì về cái... Tôi nghĩ rằng là đưa những cái người trẻ mà yêu nước có thiện chí đóng góp vào những cái vấn đề xây dựng đất nước như là luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân thì bất cứ xử vào ngày nào cũng đáng chê trách, chứ đừng có nói gì là xử vào đúng vào cái ngày nhân quyền, nói về nhân quyền cho Việt Nam. Và tôi nghĩ là đó là một cái sự dài dọt của nhà cầm quyền cộng sản, tại vì rằng là trong cái dịp đó ngay tại trụ sở của một cái nước mà gọi phải nói rằng là hiện nay là tượng trưng cho cái dân chủ của thế giới, và tại cái trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ, của Thượng viện Hoa Kỳ mà bao nhiêu người họp, và trong đó chúng ta nghe thấy cái tin là xử những cái người trẻ yêu nước ở trong nước, thì tôi nghĩ rằng là nhà cầm quyền cộng sản họ làm những cái chuyện tôi phải nói là hết sức là ngu xuẩn, và họ không có lợi lộc gì trong cái vấn đề đấy cả. Nó chỉ giúp cho chúng ta có cơ hội trong cái ngày đó trước mặt thế giới, trước mặt bao nhiêu những dân biểu, thượng nghị sĩ, các cái đại diện của các cái tổ chức như là Tổng Liên đoàn Lao Công, Hội Y sĩ đoàn Mỹ, hoặc là các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, mình có cái dịp mình lại chứng minh thêm một lần nữa rằng là Việt Nam không có tự do dân chủ, và Việt Nam là một cái nước ở một cái hành tinh nào đó chứ không thể nào mà có ở trên thế giới này trong cái thế kỷ thứ 21, trong khi tất cả cái trào lưu thế giới nó hướng về dân chủ, về tự do, về tôn trọng cái phẩm chất của con người, thì Việt Nam đã hành xử như là một cái nước man dợ của cái thế kỷ thứ 12, 13, 14 gì đó. Thì cái chuyện đó rất là, tôi thấy là rất là bất lợi cho nhà cầm quyền cộng sản. Thưa bác sĩ Quân, trong cương vị của một nhà hoạt động đấu tranh vì dân chủ nhân quyền, và bác sĩ đã đến định cư tại Hoa Kỳ từ 75, thì chúng tôi được biết là bác sĩ đã có những cuộc vận động đối với chính giới Hoa Kỳ. Thì gần đây nhất đó, trong những lần mà bác sĩ đến tiếp xúc với giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì bác sĩ trình bày điều gì, đặc biệt là ai cũng biết sau khi mà Hà Nội được tháo gỡ tên khỏi danh sách CPC là những quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, rồi vào WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, hoặc là được Washington cho hưởng cái quy chế bình thường về thương mại đó, thưa bác sĩ, thì cái hành động gia tăng đàn áp ngày nó càng mạnh tay hơn.
Thì trong những cuộc tiếp xúc đó, đó giới ngoại giao họ có chú ý lắng nghe những gì mình đề đạt không thưa bác sĩ Quân? À, vâng, thì thưa anh, thì mới vào ngày thứ tư tuần trước, tức là cũng trước khi, tức là vào ngày 18, thì vâng, ngày 19, thì chúng tôi được gặp ông phụ tá tổng trưởng ngoại giao Barry Lewankin. Ông ấy cũng sẽ là người cái người mà cầm đầu cái phái đoàn của Mỹ để đối thoại về nhân quyền đối với lại nhà cái phái đoàn cộng sản. Sẽ gặp và họp vào ngày 24, tức là mới cách đây mấy ngày. Thì chúng tôi có dịp trình bày với ông ấy, thì tôi có nói cái điều trước tiên chúng tôi nói rằng là chúng tôi có cái cảm giác là nhà cầm quyền cộng sản sau khi đã được hứa hẹn đủ thứ để được và bỏ ra khỏi cái danh sách các cái nước mà cần cân sát đặc biệt về đàn áp tự do tôn giáo, thì và đồng thời nhờ đó mà được nhờ Bộ Ngoại giao Mỹ vận động với lại Quốc hội Mỹ để mà cho hưởng cái quy chế thường trụ, nghĩa là vĩnh viễn ra về giao thương giữa hai nước, và nhờ đó mới được gia nhập cái tổ chức giao thương quốc tế WTO. Thì họ coi đó là bây giờ là Hoa Kỳ không còn một cái biện pháp nào để mà làm áp lực với họ nữa, và vì vậy họ đã trở mặt và đã quên hết tất cả những cái lời hứa hẹn trước. Và tôi có nhắc nhở với ông ấy là theo ý tôi thì chúng ta vẫn còn có nhiều điều để mà có thể làm áp lực nhà cầm quyền cộng sản. Và tôi có đưa ra cái ví dụ là riêng Bộ Ngoại giao thì có cái điểm đầu tiên là có thể cho Việt Nam vào lại cái danh sách và các cái nước cần quan sát đặc biệt. Vì tôi nhắc lại cái lời ông nói với tôi cách đây mấy tháng, khi mà tôi than phiền rằng tại sao bỏ ra sớm quá, thì ông ấy nói rằng là cái này lúc nào bỏ vào cũng được hết cả bác sĩ Quân. Thì tôi nhắc lại là ông đã nói như thế thì bây giờ xin ông nói với họ biết rằng là nếu họ không chấm dứt đàn áp nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo thì họ phải dở lại cái danh sách CPC. Cái thứ hai nữa mà Bộ Ngoại giao có thể làm được là họ có thể cứu xét những cái vấn đề viện trợ không nhân đạo, và có thể hoặc là giảm xuống hoặc là cắt đứt những cái viện trợ không nhân đạo. Cái điểm thứ ba nữa mà chúng tôi nói rằng là cái chuyến thăm viếng của ông chủ tịch nhà nước có thể cần phải, nếu mà nhà cầm quyền cộng sản không cải thiện nhân quyền đấy thì có lẽ là không có lý do gì mà tổng thống Mỹ lại tiếp đón một cái nhân vật như thế, cầm đầu một cái chủ trương, một cái bịt miệng của dân chúng, bịt miệng tra lý, bịt miệng cả dân chúng Việt Nam. Và tôi đề nghị rằng là hoặc là hoãn lại cho đến tháng 12, hoặc là có thể hủy bỏ luôn, hoặc là cho ông ấy sang đây nhưng mà tổng thống không tiếp. Đấy, thì chúng tôi cũng nói những cái điều đó với ông ấy, và đồng thời thì chúng tôi cũng có nêu những cái trường hợp của các tất cả những các cái nhân vật đang tranh đấu cho tự do dân chủ trong nước mà đang bị cầm tù. Đặc biệt chúng tôi có nhấn mạnh đến trường hợp của nhà báo Nguyễn Vũ Bình, vì tình trạng sức khỏe hết sức là đáng quan ngại. Và đồng thời chúng tôi cũng nói đến những trường hợp như là luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân và luật sư Lê Quốc Quân, cũng như là một số những cái đồng bào thượng đang bị bắt bớ, giam giữ, bị truy lùng, ngay cả khi họ đã chạy sang Campuchia rồi cũng bị truy lùng. Thì tất cả những cái điều đó là những cái điều mà chúng tôi, và một điều nữa chúng tôi cũng nêu lên là cần phải cứu xét lại cái vấn đề mà nhà cầm quyền cộng sản đó được tự do đưa sách báo, đưa phim ảnh, đưa tất cả mọi thứ sang đất Mỹ, mà trong khi đó ở đây chúng tôi không được đưa một cái gì về. Thì đường cái chuyện thông tin ấy, nó phải hai chiều chứ nó không thể một chiều như thế được. Tôi cũng đã nói hẳn với ông ấy rằng là chúng tôi là công dân Mỹ, chúng tôi không đòi hỏi những cái gì mà gọi là để mà có thể gọi là một cái đặc biệt đối xử với chúng tôi cả, nhưng mà ít nhất thì chúng tôi phải được đối xử, ít nhất nước Mỹ có cái chính quyền Mỹ có cái bổn phận phải bảo vệ chúng tôi, phải giúp chúng tôi làm sao mà ít nhất cũng được đối xử bình đẳng đối với những người khác. Bây giờ thì không lẽ gì chúng tôi lại thua những cái người ở Việt Nam thì cái chuyện đó nó quá đáng. Thì ông cũng công nhận cái đó là bất công, và ông ấy sẽ nêu lên. Thưa bác sĩ, nhiều lần bác sĩ có đến đài để trình bày về hoạt động của Cao Trần Nhân Bản cũng như là tổ chức quốc tế yểm trợ Cao Trần Nhân Bản. Thì trong một lần trước bác sĩ có giới thiệu là rồi đây sẽ có chương trình phát thanh do tổ chức quốc tế yểm trợ Cao Trần Nhân Bản thực hiện, gửi tiếng nói đi từ Washington. Thì cũng có nhiều khán giả quý đồng hương hỏi là chương trình đó bây giờ đã thực hiện như ra thế nào,
và đồng thời muốn vào nghe thì sao ạ? Dạ vâng. Và thì chúng tôi cũng đã rất là may mắn là chúng tôi cũng đã được cái sự yểm trợ của tổ chức NED, tức là tổ chức mà gọi là nuôi dưỡng những cái phòng những cái vấn đề dân chủ, National Endowment for Democracy. Thì chúng tôi cũng và sự đóng góp của các cái đoàn viên, các cái anh em quy là cảm tình viên cũng như là thành viên của tổ chức quốc tế yểm trợ cao trần nhân bản, một cái đài phát thanh nó gọi là internet radio, tức là dùng cái internet để mà phát thanh cái tiếng nói đi, đã được thực hiện từ 3 tháng nay thì và chương trình đã được hoạt động đều đặn, mỗi một tuần lễ đã có 2 chương trình mới, thứ bảy và chủ nhật. Sau đó thì chương trình được phát lại trong tuần từ 7:30 sáng đến 10:30 sáng mỗi ngày và 7:30 tối đến 10:30 tối giờ Washington DC. Muốn vào đây nghe thì dễ lắm, thì anh có hai cách, là thứ nhất là bấm vào www chấm một cái rồi ameriviet rồi chấm org hoặc là Rallying for Democracy viết liền nhau .org, rồi cũng vào, thì khi vào đến đó rồi sẽ thấy rằng là internet radio, chỉ bấm vào đó thì là có thể nghe được chương trình. Và muốn nghe lại những chương trình đã phát rồi thì xin vào cái chỗ archive thì chúng tôi có cái, và xin kính mời quý khán thính giả của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại vào nghe và cho chúng tôi thêm những cái lời cố vấn, những lời ý kiến, để chúng tôi rất là xin cảm ơn. Thưa bác sĩ, còn về cái vai trò cũng như nhiệm vụ và sự đóng góp của các phương tiện truyền thông Việt ngữ trong công cuộc đấu tranh, đặc biệt là trong giai đoạn hết sức đặc biệt này về vấn đề đấu tranh dân chủ nhân quyền, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm 32 năm ngày 30 tháng 4 của năm 75 đó, thì bác sĩ nghĩ sao về cái vai trò truyền thông Việt ngữ? Ôi, hết sức là quan trọng. Sở dĩ mà các cái phong trào mà tranh đấu ở trong nước bây giờ vẫn tiếp tục mà phát triển được, mặc dù sự đàn áp hết sức là dữ dội của nhà cầm quyền cộng sản, là vì về vấn đề truyền thông rất nhiều. Bất cứ một cái chuyện đàn áp nào, thí dụ họ bắt bớ ai là chỉ 5 phút sau là chúng ta đã thấy trên internet, đã thấy nghe thấy trên radio. Và đồng thời cái sự thông báo, cái sự đóng góp của các cái giới trẻ, của anh em làm việc về vấn đề truyền thông Việt ngữ hải ngoại, tôi nghĩ là hết sức là quan trọng. Và anh em đã đóng góp một cái thành phần, một cái đã có những cái đóng góp hết sức lớn lao trong cái cuộc tranh đấu cho đất nước. Đồng thời thì cũng như là để giúp cho những cái sinh hoạt của trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng như là hải ngoại ở Âu Châu, ở Úc Châu. Giới truyền thông đã đóng cái vai trò là hướng dẫn và đồng thời giúp đỡ cho các cái sự phát triển của các cộng đồng. Thưa bác sĩ, chương trình này được thực hiện vào lúc những ngày cuối của 30 tháng 4 năm 2007. Thì như chúng tôi thưa từ đầu là đồng bào Việt Nam, quốc gia người Việt tự do trên toàn thế giới đang hướng về cái tháng Tư đen của năm 75. Thì bác sĩ có suy nghĩ gì đối với đất nước, với con người, với đồng bào đồng hương và cái nhiệm vụ của cộng đồng người Việt hải ngoại mình để có thể tiếp tay, để có thể đẩy mạnh cái cao trào dân chủ nhân quyền, thưa bác sĩ? Thế anh thì nói đến 30 tháng 4 thì nó là cái có thể gọi là vết đen của lịch sử mà cái sự u buồn của tất cả mọi người Việt Nam. Nói đến 30 tháng 4 là tôi nhớ đến những cái chuyện mà tôi hình dung ngay đến cái chuyện là hàng triệu người bỏ nước ra đi, rồi bao nhiêu người chết trên biển cả, chết trong rừng sâu xuyên qua rừng già của Campuchia cũng như là Thái Lan. Và biết bao nhiêu là những cái cảnh mà gia đình tan nát chia rẽ, cũng như là những cái người ở lại thì lại bị tù đầy. Và ngoài ra thì đất nước nó chỉ được thống nhất về cái phương diện địa dư thôi, chứ còn về cái lòng người thì nó hoàn toàn là chia rẽ. Và nhà cầm quyền cộng sản hầu như là không biết gì đến những cái nguyện vọng, những cái ưu tư của dân chúng. Cái điều đó mà đất nước chúng ta đã thụt lùi, càng ngày càng thụt lùi xa với lại các cái nước khác. Thì tất cả những cái đó nó nói lên cái gì, là chúng ta cần phải dứt bỏ cái gốc rễ nó đưa đến tất cả những cái chuyện đó, tức là phải có một cái chế độ mới ở Việt Nam, một cái chế độ thật sự yêu chuộng tự do dân chủ, một cái chính phủ mà được nhân dân chúng chọn và bầu lên theo ý nguyện của mình. Và thì đó là những cái điều mà chúng tôi suy nghĩ trong cái dịp 30 tháng 4 tại. Thưa bác sĩ,
bác sĩ vừa dùng cái chữ bầu lên theo ý nguyện của mình, thì chúng ta xin phép được dùng những chữ đó. Thì chúng ta hỏi bác sĩ là từ khi lên cầm quyền 1945 đến giờ, họ cũng tổ chức bầu cử, và sắp tới đây đó bác sĩ là bầu cử Quốc hội khóa 12. Nghe nói là đâu cũng có những người tự động ứng cử mà không cần phải qua sự đề cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cả thế giới cũng như là cả người Việt quốc gia ở hải ngoại đều cho đó là bầu cử cuội. Thì theo bác sĩ, làm sao để có thể có được chế độ đa đảng mà không còn cái độc quyền đảng trị và cái chế độ cộng sản họ nắm quyền lực độc tôn nữa, thưa bác sĩ? Vâng, đây cái đó thì tất cả lên làm sao thì chúng ta là cái thứ nhất là cái chúng ta có là phải dựa vào cái sức mạnh. Tôi nghĩ là chúng ta phải dựa vào cái sức mạnh của toàn dân, tức là people power, đó là cái điều chính. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải vận động được cái dư luận thế giới ủng hộ cho cái công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa và bất bạo động của chúng ta. Thì cái phối hợp hai cái đó cộng với lại những cái sự giúp đỡ ở bên ngoài của cái cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, thì tôi nghĩ đó là những cái yếu tố cần thiết để mà giúp cho có cái sự thay đổi ở Việt Nam. Dạ, thưa bác sĩ, là trước khi mà tạm chia tay, là vì tất cả anh em chúng ta đều dồn nỗ lực cho cuộc công cuộc tổ chức 30 tháng 4, thì chúng tôi chỉ hỏi bác sĩ là có điều gì cần chia sẻ để gửi đến giới trẻ Việt Nam nơi hải ngoại không bác sĩ? Đó là cái sức mạnh để sau này mà xây dựng đất nước. Thì với kinh nghiệm làm việc phục vụ và đồng thời bác sĩ cũng gây dựng nhiều thế hệ trẻ lắm, thì bác sĩ có một thông điệp nào gửi đến các bạn trẻ đó? Vâng, thông điệp thì không dám nói, nhưng mà tôi chỉ có trong những cái lần mà chúng tôi có dịp bàn luận đôi chút với bác sĩ Quế đó, thì ông ấy nói với tôi rằng là tôi dành 80 đến 90% cái thời gian của tôi cho anh em trẻ. Cái thế hệ đó là cái thế hệ mà chúng ta cần phải, muốn có Việt Nam thay đổi, muốn có Việt Nam hùng mạnh sau này, một nước Việt Nam mới vậy, thì chúng ta phải lưu ý tâm đến anh em trẻ. Thì tôi cũng nghĩ những cái đấy, tôi cũng chia sẻ cái đó, và trong những cái cố gắng hoạt động của chúng tôi cũng luôn luôn đi tìm những cái tài năng trẻ, khuyến khích các anh em trẻ làm việc. Thì chỉ có một cái là tất cả cái thời giờ của hải ngoại thì nó không có nhiều, cũng ta phải thông cảm các anh em trẻ là họ đi làm họ phải bận bịu với công việc rồi mọi thứ, rồi tất cả những cái tiện nghi sau những ngày làm việc mệt mỏi, họ muốn sử dụng những cái tiện nghi tối tân của cái thời đại văn minh cũng như là những cái phương tiện để mà giải trí. Thì chúng ta phải làm sao mà nhắc nhở cho họ rằng là cũng phải nhớ về nguồn, cũng phải nhớ là mình là người Việt Nam, và chúng ta ở ngoài này chúng ta được cái may mắn là chúng ta có thể nói bất cứ gì chúng ta nói, chúng ta có thể phát biểu những cái chuyện gì chúng ta muốn. Thì chúng ta phải nói dùm cho những cái người anh em của mình ở trong nước không được cái quyền đó, tức là ít nhất thì cũng vận động tranh đấu cho cái quyền tối thiểu là cái quyền tự do phát biểu ý kiến. Dạ, thưa kính thưa bác sĩ Quân, cũng xin được thay mặt trước hết là cho quý anh chị em của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại, và đồng thời cũng xin được đặt mình vào vai trò nhà báo để có thể là xin phép được thay mặt quý bà con cô bác cầu chúc cho ngày nhân quyền lần thứ 13 đạt được nhiều thành công mong muốn và đưa tiếng nói của người Việt quốc gia vào Thượng viện Hoa Kỳ để mình có thể vận động giới chính giới cũng như công luận về những gì thật sự xảy ra tại đất nước Việt Nam. Thưa anh, thì riêng cái năm nay thì nó hết sức là quan trọng, là vì cái tình hình đàn áp nhân quyền trong nước nó quá rõ rệt, và nhà cầm quyền cộng sản chứng tỏ là có vẻ như là cương quyết để mà làm cái chuyện đó. Thành ra chúng ta ngoài này cần phải đoàn kết và cần phải bớt chút thời gian để mà cố gắng tham dự vào những cái sinh hoạt 30 tháng 4, 11 tháng 5. Và chúng tôi tha thiết mong mỏi tất cả mọi người cố gắng đến tham dự cái ngày nhân quyền trên Quốc hội, để mà có cái dịp cho người, cho các dân biểu, thượng nghị sĩ, cho các cái tổ chức nhân quyền quốc tế đó, họ thấy rõ cái sự mong muốn của dân tộc Việt Nam, thì họ mới giúp đỡ được. Thì chỉ nếu chúng ta mà thờ ơ thì chúng ta không thể đòi hỏi được bất cứ ai giúp đỡ chúng ta cả. Thành ra cái điều đó là chúng tôi mong muốn mọi người tham dự. Chúng tôi xin lắng nghe. Và thưa bác sĩ, chương trình này thì phát satellite, tức là đi toàn nước Mỹ, toàn Canada, và riêng cái hệ thống audio thì đi Âu Châu. Nhưng thưa bác sĩ, tại vùng này thì cũng nhiều người lắm, thành ra nếu muốn tham dự ngày nhân quyền buổi sáng và buổi tối thì bác sĩ cũng cho biết một hai chi tiết. Dạ thưa, thì nếu mà quý vị mà không có phương tiện di chuyển đấy, thì chúng tôi có cái xe buýt để đón quý vị ở cái đường
cái nhà thờ nó gọi là Annandale Methodist Church, tức là số 6925. Tôi xin nhắc lại, 6925 đường Columbia Pike ở Annandale, và cái zip code là Virginia 22003. Thì cái đường này, cái nhà thờ dễ tìm lắm, nó ngay góc đường Galo với lại đường Columbia Pike. Và xin quý vị có mặt ở đó lúc 9 giờ và trễ nhất là 9:15. Xe buýt sẽ rời, và sau khi mà quý vị dự ở trên Quốc hội thì sẽ có xe buýt lại đưa quý vị về lại chỗ nhà thờ đó để quý vị lấy xe. Và những người nào đi metro thì xin đi metro cái Orange Line, đường, tức là cái màu cam, và có thể xuống cái metro nó gọi là cái Union Station, và đi bộ qua hai block để đến cái nhà phòng sẽ họ. Có người hướng dẫn đưa vào cuộc hội. Và buổi tối thì thưa chúng tôi, cái buổi hội, cái buổi tiếp tân đó thì cái tại nhà hàng Lucky Tree ở Fontchurch, Virginia, và cái giá vé ủng hộ là 25 đồng để mà trang trải cái sở phí. Xin kính mời đồng bào. Thưa bác sĩ, số điện thoại liên lạc với ban tổ chức ạ. Vâng, nếu mà quý vị có gì xin, cô xin gọi ban đấy là số điện thoại là 703-354-3825, hay là gọi trực tiếp cell phone cho chúng tôi là 703-403-3219. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ. Và hẹn gặp lại bác sĩ sau khi có thành quả của ngày nhân quyền cho Việt Nam, thì mong bác sĩ trở lại để có thể chia sẻ một số các vấn đề thời sự mới. Xin cảm ơn anh Thảo, và lúc nào chúng tôi cũng rất là vui vẻ với có dịp được trở lại để mà hầu chuyện với lại quý khán thính giả của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là cuộc mạng đàm với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào Nhân Bản, để trình bày về tình hình nhân quyền tại Việt Nam hiện giờ, cũng như là lễ kỷ niệm lần thứ 13 ngày nhân quyền đã được Quốc hội và Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ ban hành cách đây đúng 13 năm. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn bác sĩ Quân, và đồng thời cầu chúc quý vị luôn may mắn hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi mạng đàm về thời sự khác.